Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với phần học tiếng Anh hôm nay trên kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái phần rất là căn bản của tiếng Anh, đó là phần phát âm, pronunciation. Và tại sao phát âm lại quan trọng? Bởi vì là gì ạ? Nếu chúng ta phát âm sai thì sẽ dẫn tới là gì? Người ta có thể là hiểu nhầm hoặc là có thể là không hiểu được cái ý chúng ta muốn truyền đạt. Vậy thì điều quan trọng, yêu cầu bắt buộc đó là gì? Chưa cần phát âm hay mà trước tiên là cần phải phát âm đúng. Vậy thì làm thế nào để có thể phát âm đúng, đúng không ạ? Thì thường là chúng ta có một cái học đơn giản nhất, đúng không ạ, mà gắn với gì ạ? Tất cả mọi ngôn ngữ, đó là gì? Khi chúng ta học tiếng mẹ đẻ thì chúng ta cũng gì ạ? Học bằng cách là nghe. Chúng ta không học viết đầu tiên mà chúng ta học gì ạ? Qua chúng ta nghe, đúng không ạ? Nghe bố mẹ nói này, nghe người thân nói và bắt đầu phát ra những cái âm gọi là sounds, đúng không nào? Từ là bà này, bố này, đúng không ạ? Những từ dễ nhất, đấy, những cái âm dễ nhất. Rồi sau đó gì ạ? Bắt đầu mới là những cái âm khó hơn. Như vậy điều quan trọng đó là gì? Điều quan trọng đó là chúng ta phải hiểu được cái bản chất của ngôn ngữ, nó là như vậy. Và chính vì như vậy, đúng không ạ? Cho nên là gì? Cho nên là việc mà chúng ta nắm được các cái bản chất cơ bản của âm là rất là quan trọng. Chúng ta phải phân biệt giữa gì ạ? Letters và giữa sounds, đúng không ạ? Có nghĩa là chữ cái hoặc là âm là khác nhau, đặc biệt là với tiếng Anh. Với tiếng Việt thì nó còn đơn giản, có nghĩa là sao? Cái sự, tức là một chữ cái nó ra một âm, và cái chữ cái đấy xuất hiện trong các từ khác nhau thì nó đều chỉ cố định là có một âm. Ví dụ như là a, bà, cha, cá, vân vân. Đó. Thế nhưng tiếng Anh nó đa dạng hơn rất nhiều. Mình lấy một ví dụ như sau. Mình lấy một ví dụ đó là gì? Mình lấy một ví dụ đó là từ nature. Từ nature có nghĩa là tự nhiên. Thì chữ A trong từ này đọc là âm A. Nature. Nhưng ví dụ như trong cái từ này thì chữ A lại đọc rất là khác rồi. Thì chúng ta có là gì? Plant. Plant là một âm R, một âm căng, một âm dài. Đó. Rồi có thể là gì? Nó lại đọc là âm Ebed. Ví dụ như trong từ là national. National. Nation thì là âm A, nhưng mà khi mà biến thành tính từ là thêm đuôi AL ở đằng sau thì nó đọc là national. Đó là một âm Ebed. Đó. Thế còn có thể là âm ơ, ví dụ như trong từ about, about, right? Thì không đọc là about hay là about mà đọc là about, about. Đây là một cái schwa sound, một cái âm rất là ngắn, đúng không ạ? Rồi, và có thể khó hơn nữa, có thể ra là âm gì ạ? Có thể ra là âm y ngắn ạ. Đúng không ạ? A mà lại đọc thành y, nó rất là khó. Và chính vì điều này cho nên rất nhiều người sẽ đọc sai cái từ này. Đó là ngôi làng, đúng không ạ? Chúng ta không đọc là village hay là village mà đọc là village, village, ok? Vậy đó là cái sự biến đổi rất là khó lường của các cái âm trong tiếng Anh. Vậy đòi hỏi chúng ta phải nắm được cái bản chất này. Mình nhắc lại đó là gì? Phân biệt giữa letters, đó là cái chúng ta nhìn thấy là chữ cái, và sounds, đó là cái mà chúng ta nghe thấy. Thế chính vì cái sự biến đổi đa dạng như vậy cho nên người ta mới tạo ra một cái bảng được gọi là International Phonetics Alphabet, có nghĩa là bảng chữ, bảng gọi là phiên âm quốc tế. Cái bảng phiên âm này, đúng không ạ, nó cũng giống như một số ngôn ngữ, ví dụ như là tiếng Hán, đúng không ạ, nó cũng có phải có cái bảng phiên âm đấy để nó quy định những cái cách phát âm như thế nào. Nhìn vào đó là người ta có thể là biết được rồi. Vậy thì với cái hôm nay thì mình sẽ giữ các bạn, đúng không ạ, phần đầu tiên của cái việc của cái hệ thống phiên âm quốc tế này, đó là về các cái vowels, đó là các cái nguyên âm. Thế còn phụ âm consonants rất là nhiều thì mình sẽ để trong buổi hôm sau. Thì chúng ta phải hiểu là gì? Nguyên âm thì có nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Trong nguyên âm đơn thì nó lại phân chia ra, đó là âm được gọi là short vowels và long vowels, có nghĩa là nguyên âm ngắn và nguyên âm dài, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt là đi vào từng cái nguyên âm ngắn. Đầu tiên chúng ta có một cái cặp âm, đúng không ạ? Một ngắn và một dài, hay là một số người thì gọi là âm căng hoặc là âm không căng đấy ạ. Âm dễ thoải mái, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có là y, y rất là thoải mái, đúng không ạ? Y Ví dụ trong từ là hate, có nghĩa là cái bản hit đúng không ạ? Một cái bản nhạc mà được nhiều người thích đúng không ạ? Thì gọi là hate. Đó. Hay là chúng ta có từ là internet, right? Internet. Đó, thì cũng là một âm y ngắn. Thế nhưng nếu như mà trong cái từ này thì âm y lại là âm y rất là căng, và khi phát âm y thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ kéo đúng không ạ? Miệng của mình nó ra hai bên một chút, và như chúng ta đang cười vậy đúng không ạ? Y. Ví dụ trong từ là sheep, đó là con cừu, sheep. Từ này sẽ khác với từ là ship đúng không ạ? Ship, đó là con tàu, đó, con tàu biển đó. Và chính vì vậy cho nên nó có một cái giáo trình rất là kinh điển, đó là ship or sheep, có nghĩa là luyện phát âm rất là đúng không ạ? Là kinh điển. Thế thì đó là các bạn đầu tiên. Thế thì ở đây mình có một cái lưu ý, nếu mà chữ y ngắn mà đọc là y thì đấy là gì ạ? Là thường là chữ y ấy, mà letter I ấy, mà đọc là y thì đấy là thường là âm y ngắn. Thế còn ví dụ như là hai chữ cái e double i này, hay là ea, có nghĩa là chữ e và chữ a trong tiếng Anh mà đọc thì nó đọc là y ấy, thì đó là gì ạ? Đó là y dài và y căng. Ví dụ chúng ta có từ meeting, có nghĩa là một cái cuộc họp, một cái cuộc meeting. Đó, hay là chúng ta có từ là meat, đó là thịt đúng không nào? Rồi cặp âm thứ hai đó là cặp âm u và u ngắn và u dài. Chúng ta có là u và u và u. Đấy, thì cái âm u ấy, thứ hai nó căng hơn đúng không ạ? Và cái khẩu hình miệng của chúng ta nó phải gì? Nó phải căng hơn đúng không nào? U và u, rất là thoải mái dễ chịu, chúng ta cứ hiểu là như vậy. Âm ngắn ấy thì là âm rất là thoải mái, đấy, không cần phải cái sự gắng gượng nhiều. Và cái âm này thì thường người Việt Nam sẽ phát âm là đúng hơn. Đấy, bởi vì là chúng ta cũng vậy, nói tiếng Việt chúng ta cũng không quá là gì di chuyển mạnh cái khẩu hình miệng đúng không ạ? Chúng ta lười hơn một chút. Đó. Đấy, còn với âm y, các cái âm dài trong tiếng Anh thì nó đòi hỏi phải rất là chắc đúng không ạ? Phải rất là vận động cái khẩu hình miệng của chúng ta. Vậy thì bây giờ ví dụ như là chúng ta có từ là could, ok, could, có nghĩa là có thể đúng không ạ? Could you say that again? Bạn có thể nói lại được không? Đó là could. Hoặc là chúng ta có là gì ạ? Là put, right? Put. Đó cũng là một âm u ngắn. Thế còn âm u dài thì ví dụ như là hai chữ cái âu đi với nhau ấy, thì thường nhé, không phải tất cả nhưng nó thường là gì? Nó sẽ thường là âm u dài. Ví dụ chúng ta có từ là bắn là gì ạ? Là shoot, right? Shoot. Đấy, chúng ta có là shoot. Thì đấy cũng có thể hiểu là một cái cặp âm. Thứ hai chúng ta có cặp âm tiếp theo là gì ạ? Cặp âm a, đúng không nào? Một âm gì ạ? Rất là nhẹ nhàng, nó giống và gần giữa dưới âm á hoặc là âm ớ của Việt Nam đó. Và thứ hai đó là âm r, thì nằm sâu ở trong cái cổ này, cổ họng này. R. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ chúng ta có từ là love, hay là gì ạ? Bus, right? Đó là cái xe buýt đấy ạ. Đó, chúng ta không đọc là boots mà chúng ta phải đọc là bus, ok? Rồi còn âm a dài thì rất là phổ biến, thường là letter ar đi với nhau hoặc là ear, có nghĩa là chữ a và chữ r này, hoặc là chữ gì ạ? Ear đúng không ạ? Thì ví dụ chúng ta có một cái từ rất là đặc trưng, đó là từ này ai cũng biết đúng không ạ? Là car. Thế nhưng nếu mà chúng ta đọc theo kiểu Việt Nam thì nó sẽ là gì ạ? K đúng không ạ? Thì nghe nó không được hay, các bạn phải đọc cho nó cố gắng là gì? Chính xác đúng không ạ? Nhiều nhất có thể. Thì chúng ta vẫn thống nhất với nhau là gì? Chúng ta không phải là người bản xứ, cho nên về cái mặt gì ạ? Cái mặt khẩu hình miệng đúng không ạ? Cái cấu trúc vào miệng vân vân, cấu trúc đấy là khác nhau, cho nên cái âm của nó cũng sẽ khác nhau, và chúng ta cũng sống thẩm thấu ở trong một cái môi trường mà cái cách phát âm là khác nhau, cho nên đòi hỏi tuyệt đối là gần như là rất là khó. Tuy nhiên cố gắng đúng không ạ? Làm sao mà gì ạ? Tiệm cận được với nó càng nhiều càng tốt đúng không nào? Và có cái sự cố gắng mỗi ngày Đấy, thì rất nhiều người Việt Nam phát âm rất là tuyệt vời, bởi vì họ có thể là họ được sống trong môi trường đó, họ được luyện tập từ sớm, hoặc là cũng có thể là họ có cái sự khổ luyện, đúng không nào? Viết rất nhiều người cũng không hẳn là họ sống bên kia đâu, sống ở trời Tây nhưng mà họ vẫn phát âm tốt, bởi vì họ có một cái cách thức luyện nào đấy, đúng không? Hoặc là họ là người có năng khiếu, họ biết cách nhại rất là giỏi. Đấy, bản thân mình thì mình không phải là một người thiên về cái việc là luyện làm sao mà giống người bản xứ nhất, nhưng mà chúng ta phải thống nhất với nhau đó là gì, chúng ta cần phải, đúng không? Cố gắng mỗi ngày, hoàn thiện mỗi ngày đó. Thế còn có thể tập trung vào nhiều yếu tố khác, ví dụ tập trung vào nội dung nói, có thể tập trung vào những cái yếu tố khác, rất nhiều người đã có chia sẻ cái điều đó. Nào bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta có thêm một âm o sâu nữa, đó là gì ạ? Một cái từ rất là quen thuộc, đó là từ này rất nhiều người đọc sai, chúng ta không đọc là hurt mà chúng ta phải đọc là heart là trái tim. Đấy, có bài hát đúng không ạ? My heart will go on, trái tim không ngủ yên, bài hát chủ đề đó trong cái bộ phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng, đó là gì ạ? Titanic. Ok, Titanic. Rồi, nhớ từ này đọc là heart, đúng không ạ? Nó khác với cái từ gì? Nó khác với cái từ là gì ạ? Là heard. Quá khứ của cái từ nghe là hear. Nào, bây giờ một cặp âm thứ tư, đó là cặp âm o, đúng không ạ? Thì chúng ta có o ngắn và o dài. Một cái chữ o đầu tiên, đúng không ạ? Rất là thoải mái dễ chịu, đó là gì? O. Ví dụ trong từ là hot, right? Nóng bức. Oh, it's really hot today. Hôm nay trời thật là nóng bức. Thế nhưng mà vậy thì thường là chữ o mà nó đứng một mình ấy, thì nó đọc là o, đúng không nào? Mà được đọc là o thì đấy là o ngắn. Thế còn nếu mà chữ o mà kết hợp với chữ r, r trong tiếng Anh ấy, or thì nó thường là gì? Nó sẽ thường là âm o dài, và o dài thì nó thiên về cái âm ô của tiếng Việt, nhưng thực tế tiếng Anh không có âm ô nào cả các bạn nhé. Ví dụ chúng ta có cái từ này, chúng ta đúng không ạ, nghe thì rất là dễ hiểu là ở đây là âm ô, nhưng không phải. Short, nó đọc căng như vậy, short, right? O và o, short, right? Hay là chúng ta có từ là autumn, đó là mùa thu ạ, thì đây cũng sẽ là âm gì ạ? Âm o dài, autumn. Được chưa nào? Tiếp tục chúng ta có cặp âm tiếp theo, đó là âm ơ. Thì có một âm ơ ngắn, hay là âm gọi là xoa sao, đúng không ạ? Nó rất là ngắn, và với cái âm này các bạn lưu ý là không bao giờ nó hiện trọng âm. Đây là một cái điều rất là hay, nếu mà áp sang được trọng âm thì rất là tốt. Ví dụ chúng ta có rất nhiều ví dụ này. Ví dụ như là chúng ta có từ là teacher, đó là giáo viên. Thì cái âm ơ thứ hai ấy, âm đầu tiên đó là âm y căng, chúng ta có là EA mà, thì nó sẽ ra là âm y căng. Đây là cái âm, chúng ta có cái âm này E, teach, right? Teacher. Thì chúng ta có là teacher, thì rất là ngắn với âm ơ. Thế nhưng mà âm ơ dài thì nó là ơ. Thì chúng ta có ví dụ như là trong từ là girl, right? Girl, đó là con gái ạ, girl. Hay là chúng ta có từ là shirt, right? Shirt, đó là cái áo sơ mi. Đó, thế thì rõ ràng là gì? 5 cái cặp âm đầu tiên này đã cho chúng ta hiểu là gì? Có sự khác biệt giữa các cái âm ngắn và âm dài. Đó là một điều mà bản chất của tiếng Việt là không có. Chúng ta không có y ngắn, y dài. Chúng ta chỉ có chữ cái y là chữ y ngắn và y dài, nhưng phát âm ra là giống nhau, đúng không nào? Ví dụ ca sĩ, vân vân. Hay là ít thôi, đúng không ạ? Ít. Thế thì chúng ta không có cái điều này, cho nên là khi học các bạn phải phân biệt được cho nó đúng, nếu không dẫn tới cái sự nhầm lẫn, đúng không ạ? Con cừu hay là cái tàu này, rồi là trái tim hay là nóng bức, đúng không ạ? Tức là nó rất là gì? Nó rất là khác biệt như vậy. Thế thì tiếp tục chúng ta có 2 cái âm đơn nữa, đó là gì ạ? Đó là âm e. E bình thường, cái này thì giống tiếng Việt, cái này thì khá là đồng nhất với tiếng Việt, e. Và âm e bẹt, đúng không ạ? Thì chúng ta đọc nó hơi niệm cũng lại kéo dài như âm y ạ, air, right? Air. Ví dụ chúng ta có là gì ạ? Chúng ta có là head, đó là đầu, đúng nào? Thế thì đó là gì? Âm e bình thường, không đọc là head, right? Head. Oh, I have a headache. Tôi bị đau đầu. Thế nhưng mà ví dụ như âm e bẹt thì nó rất là có một cái điểm đặc trưng như này. Nó thường là letter A đi một mình ạ, chứ cái A mà đứng một mình ạ, thì mà đọc là e thì đấy là thường là e bẹt. Ví dụ chúng ta có từ là hand, đúng không ạ? Hand, đó là tay, bàn tay, hand. Hay là bag là cái túi. Đó, thì đấy là những cái cơ bản đầu tiên của nguyên âm đơn. Bây giờ chúng ta chuyển sang nguyên âm đôi. Thế bản chất của nguyên âm đôi là gì? Đó là sự kết hợp của những nguyên âm đơn. Đấy, khi hiểu bản chất này rất là dễ. Đấy, và các bạn lưu ý rằng là gì? Nó có thể là nghe giống một số âm của tiếng Việt nhưng nó không hẳn là như vậy. Nó vẫn có cái điều, đúng không ạ? Một cái sự khác biệt nhỏ nhỏ nào đó để mà nó phân biệt ra được. Đầu tiên đó là gì? Đó là chúng ta có nguyên âm đôi diphthong. Đầu tiên đó là gì ạ? Ear, ear. Thì đó là sự kết hợp giữa nguyên âm i, i và ở, i, ở. Đọc nhanh lại thì nó là ear, 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 ear. Ok, ví dụ chúng ta có là trong từ là hear, là nghe, đúng không nào? Hear. Hello, can you hear me? Đúng không ạ? Bài hát của Adele, đúng không nào? Bạn có nghe thì tôi nói không? Đúng không ạ? Hear. Can you hear me? Đó là ear. Hay là một từ khác, ví dụ chúng ta có là near, đúng không ạ? Đó là ở gần. Âm đôi thứ hai đó là âm gì ạ? Ủa. Ủa. Đó là sự kết hợp giữa nguyên âm đơn là u ngắn và ơ ngắn. Chúng ta đọc nhanh lên thì nó sẽ là ủa, ủa, ủa. Ví dụ chúng ta có là gì ạ? Mature. Cái này không đọc là major, thường ấy là ture, có nghĩa là âm này đọc là chờ. Ví dụ trong từ là nature, ví dụ trong từ là picture, đúng không ạ? Thế nhưng mà với từ này thì đọc là mature. Đó, chúng ta đọc là âm ủa. Mature là chín chắn hay là trưởng thành. Tiếp tục chúng ta có nguyên âm đôi thứ hai, đó ba đó là gì? Âm I, 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 right? Cái này thì khá là giống tiếng Việt. Tuy nhiên nó không như là ai, đúng không ạ? Nó kéo dài ra như vậy mà đọc là I, nó là âm ngắn mà bản chất nó là kết hợp của những âm ngắn mà I. Ví dụ là thường ấy là chữ y ngắn hoặc là chữ y dài thì nó thường ra cái âm này. Ví dụ như mình có là gì ạ? Mình sẽ có là fight, fight, right? Đánh nhau, chiến đấu, fight, ok? Hoặc là chúng ta có là gì? Chúng ta có là might, might, right? Đó. Rồi nhưng mà ở đây có một cái lưu ý nhỏ, mở rộng hơn một chút, đó là âm cuối của tiếng Anh là ending sound, có nghĩa là âm cuối. Thế thì cùng là đọc như nhau nhưng âm cuối khác nhau thì lại dẫn tới nghĩa khác nhau. Ví dụ như cùng có cái chữ này. Ví dụ chúng ta có bốn cái từ này, đúng không ạ? Nếu mà các bạn đọc là nine thì người ta sẽ không hiểu là cái gì. Thế thì phải có âm cuối. Âm cuối là cái kết lại cho một cái từ của tiếng Anh. Tiếng Việt thì không có âm cuối. Chúng ta nói là gì ạ? Chúng ta không nói là ăn, ăn, là ăn uống ấy, không đọc là ăn, uống, đúng không ạ? Ăn uống rất là thoải mái. Nhưng mà tiếng Anh nó phải có, ví dụ nine là số 9, bởi vì nó phân biệt với nhau ở cái âm cuối. Nhưng cũng là nine nhưng mà là night, bật âm một cách nhẹ nhàng thì đó là buổi tối, là ban đêm đấy ạ, night, at night, right? Rồi nice, âm sờ nhẹ, đó là gì ạ? Tốt, đúng không ạ? Đấy, nice, tốt đẹp đấy ạ. Rồi knife, đó là con dao, và thậm chí là có cả một âm câm, đó là âm k, chữ âm k, đúng không ạ? Là chữ đấy là không được đọc. Thế thì rõ ràng chúng ta hiểu bản chất như vậy. Ở đây chúng ta nhắc lại, ở đây là âm I. Nào tiếp tục, o, i đi với nhau đọc là oi, oi. Ví dụ chúng ta có từ là boy, boy, right? Con trai, đó, boy. Rồi, u, đọc nhanh là o. Chúng ta cũng không đọc là âu như tiếng Việt, đúng không ạ? Là show hay là show, show, rất là nhẹ nhàng, show diễn, đúng không ạ? Hay là bowl, đó là cái bát, nó có âm cuối. O và một âm kết ở trên, đúng không ạ? Bowl, vẫn phải có cái âm L, đúng không ạ? Thì sau này khi học thì nó có cái hiện tượng là L đục và L trong. L đục là âm cuối và nó sẽ để nguyên vị trí lưỡi là cong, không tiếp xuống, không để xuống để tiếp âm nữa, thì đó là bowl. Rồi, hay là trong cái từ girl, đấy chính là như vậy. Bản chất tại sao đọc là girl, nghe nó hơi, đúng không ạ? Hơi căng, đúng không ạ? Hơi căng thẳng. Thế nhưng mà nó không đọc là girl, girl thì lại không đúng. A beautiful girl là bị sai đấy ạ. A beautiful girl. Đó. Rồi chúng ta có âm tiếp theo đó là gì? Âm đôi l. Ok. Ví dụ trong từ là bear là con gấu. Cái này không phải e bẹt nhé. Hay là trong cái từ là hàng không ấy, hay là không khí ấy, là air. air, air. Rồi au đi với nhau chúng ta có một âm đôi tiếp đó là ao, ao. Không đọc là ao đúng không ạ? Hay đấy, không đọc là ao mà đọc là ao, ao, ao. Không đọc là ao nữa mà đọc phải là ao, ao. Bạn cứ khép cái âm đôi của tiếng Anh vào ấy, ao, vẫn có cái khép vào một chút. Vậy thì ở đây chúng ta có là gì? About, right? Sorry, about. Hay là đây là âm là letter U thay vì là Y nhé. Hay là chúng ta có từ là shout đúng không ạ? Quát tháo đúng không ạ? Shout. Rồi cuối cùng đó là a, đó là a nhưng chúng ta cũng không đọc là a, play, 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 play. Ok, như vậy thì đó là play, chơi này. Hay là say, right? Đó, hay là obey, có nghĩa là tuân thủ, ví dụ tuân thủ luật giao thông ạ, obey. Rồi như vậy chúng ta đã đi được hết đúng không ạ? Các cái mẫu hay là các cái biểu tượng để mà hướng dẫn cách phát âm với các cái vowels, có nghĩa là các cái nguyên âm đúng không ạ, trong tiếng Anh. Thì hy vọng là qua bài này các bạn sẽ hiểu được hơn về bản chất của âm khác với letter như thế nào, với chữ cái như thế nào. Và yêu cầu đó là gì? Chúng ta luyện tập mỗi ngày, chúng ta có thể là mở những cái từ điển và yên tâm là gì? Bao giờ từ điển đấy nó luôn có là gì? Cách viết này, sau đó là từ loại nó cho trong ngoặc kép này, danh từ, động từ hay tính từ này, và sau đó là cách phát âm rồi mới đến nghĩa. Nhưng chúng ta người Việt Nam chúng ta rất nhiều người thì lại chăm chỉ dựa vào là biết nghĩa của từ không đúng. Đầu tiên đúng không ạ, người ta sáng tạo ra từ điển người ta đã tập trung vào cái gì? Phiên âm rồi. Các bạn mở của từ điển ra hoặc là từ điển điện tử cũng vậy, thì bao giờ cũng sẽ có phần là hướng dẫn phát âm và nó để ở trong một cái dọc chéo như thế này. Thì đây mình hướng dẫn các bạn có một cái từ mà rất nhiều người sẽ đọc sai, đó là từ này, máy tính đúng không ạ? Thì ngay lập tức chúng ta áp tiếng Việt sang, chúng ta nhìn chữ O nó đọc là gì? Computer hoặc là computer. Kể cả là computer thì vẫn bị sai, bởi vì là chữ O trong từ này không đọc là âm O mà đọc là âm ơ rồi, ơ ngắn ạ. Cho nên nó đọc là computer hoặc là computer. Đấy, người ta phải đọc cho đúng, nếu không là nó sẽ không được hay đúng không ạ? Tự nhiên người ta cũng có thể người ta vẫn sẽ hiểu đúng không? Đó, nhưng mà nó không được hay và nó cho thấy là mình học nó chưa chắc chắn. Một lần nữa thì mình nhắc lại là gì? Phát âm nó là một phần quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thần thánh hóa lên đúng không ạ? Không cần phải là phát âm giống hoàn toàn với người bản xứ, thì điều đấy là thứ nhất là nó là một điều không khả thi, và thứ hai là gì? Nó không cần thiết. Chúng ta để dành thời gian để chúng ta phát triển những cái khác. Thế thì rõ ràng ở đây, nhưng mà ngược lại thì sao? Phát âm mà hời hợt, phát âm mà lười biếng, phát âm mà không đúng, và cho mình đúng không ạ? Một cái quyền đó là gì? Tôi là người Việt Nam, tôi có quyền phát âm sai, thì đấy là điều không chấp nhận được. Vậy yêu cầu là chúng ta cân bằng và chúng ta cố gắng khổ luyện mỗi ngày thì phát âm nó mới tốt lên được. Thế sau đó rất nhiều yếu tố liên quan về âm khác, ví dụ như hôm sau là consonants, consonants đó là về phụ âm này, rồi là trọng âm đúng không ạ? Stress thì chúng ta sẽ học trong các buổi sau, rồi intonation vân vân. Bye bye and see you next time.